thịt nhỏ vừa với mâm thịt để mình làm một cái chân thịt gọi là chân. Và kế tiếp rồi quay tiếp em chỉ cái này nha. À, các bạn lưu ý khi những miếng thịt mà mình bị dư ngay chân thì mình nên lặn bớt ra. Vì sao? Vì khi mình đưa vào một cái lò nướng thì cái ngọn lửa, cái nhiệt độ lửa nó sẽ không tới những cái miếng thịt dưới chân, nó sẽ dễ bị không chín cho miếng thịt. Miếng thịt mình sẽ bị không chín ha. Mình phải lặn bớt. Và cứ 3 lớp thịt thì bạn nên cho 3-4 lớp thịt, 3 hoặc 4 lớp thịt nha, mình phải cho một lớp mỡ. Đấy, một lớp mỡ. Mỡ làm chi? Khi mỡ mình cho vào nó có tác dụng là gì? Khi mình đưa lên một cái lò nướng thì mỡ cái nó sẽ chảy ra trên từng cây thịt. Nó sẽ làm cho thịt mình thứ nhất là mềm, thứ hai làm cho cây thịt mình nó hấp dẫn, thu hút được khách hàng, làm cho khách hàng có sự thèm ăn. Đây là những miếng thịt mình mới vừa cắt, nó bị thừa. Mình sẽ lắp vào những cái chỗ khoảng trống như đây, mình sẽ lắp vào. Lắp vào khoảng trống. Đây, cứ tiếp tục một lớp mỡ. À, mình sẽ hướng dẫn các bạn lưu ý ở phần này là khi mình xiên cây thịt lên, mình xỏ những miếng thịt này vào phải cho nó đều. Đều. Tại sao đều thịt? Ha? Và mình đừng để xỏ dư. Như trường hợp mình ví dụ các bạn như là miếng thịt mình xỏ như vậy nó sẽ bị dư miếng thịt này ra, nó sẽ che đậy những cái phần lớp thịt này. Khi bạn đưa lên phần lửa mình nướng nó sẽ dễ bị cháy ngay bề mặt thịt này, thì còn bề bên trong nó sẽ không chín thịt, nó làm cho thịt mình sẽ không được ngon. Như những miếng thịt bạn, khi bạn xỏ những thịt vào, những miếng thịt nó sẽ đều, thì những cái kẽ này, những cái nhiệt lửa nó sẽ ngang lỗi vào đây, nó làm cho miếng thịt mình nó sẽ chín đều, và khi mình xuống thịt, mình xả thịt nó cũng dễ dàng hơn.
thì miếng phần thịt cuối này bạn lựa một miếng thịt to đều nhất mình để trên đầu, và mình lấy dùng hai tay mình ấn thịt xuống, mình ém cho thịt nó thật chặt, thật chặt. Và mình một lựa một miếng mỡ to đều mình đẩy lên phần chân thịt. Đây là cây thịt cá bắp mình đã hoàn chỉnh. Mình xin nhắc các bạn là lưu ý phần này, cây thịt khi mình xỏ vào thì nó phải đều tròn như vậy. Có những trường hợp như nếu mà bạn xiên cây thịt nó hơi bị nghiêng, thịt nó gây ra nhiều quá, nó không đều, như thí dụ mình ví dụ như là phần bụng bên đây bạn xiên nó sẽ bị lòi ra, nó to ra, phần trên và phần dưới nó ốm lại. Thì trong quá trình bạn đưa lên một cái lò nướng thì bạn quay cây thịt, nó sẽ quay, nó không có đều cây thịt, nó dễ bị hư máy móc của mình, và cái thịt mình chín không đều. Thí dụ như phần bụng thì bạn thịt bạn nhô ra nhiều quá thì phần nó dễ bị khét và cháy, vì cái phần đó nó tiếp xúc với mặt lửa nhiều hơn. Còn những phần lõm vô thì nó không tiếp xúc được lửa nhiều thì thịt nó sẽ bị sống, thì thịt mình sẽ không được đều ngon. Đây là một cái thịt mình đã hoàn chỉnh giới thiệu cho các bạn, đây là cái thịt cá bắp. Sau đây mình hoàn chỉnh được cây thịt cá bắp thì mình cho vào bao lượng túi 35 to, mình sẽ muốn băng keo đóng gói đưa vào tủ đông. Đây là trong quá trình đóng gói, trong quá trình bạn dùng một cuộn băng keo dính để mình quấn cây thịt lại, thì trước tiên thao tác đầu tiên là bạn phải xoăn thịt để cho những cái không khí bên trong nó lọt ra ngoài. Những phần chân lên đầu thịt trong quá trình ấy, bạn phải kéo thật chặt để cho ép những miếng thịt này nó kết dính lại với nhau, nó liên kết lại với nhau. Đây là cái thịt 15kg mình đã hoàn chỉnh và chuẩn bị đưa vào tủ đông. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.